Đội trưởng bóng chuyền nữ Việt Nam nói mục tiêu năm 2024. Thưa quý vị, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tên gọi Sport Center One sẽ bước vào giải cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 vào tuần tới. Đây cũng là giải quốc tế cuối cùng của đội trong năm 2023. Chia sẻ về mục tiêu mà đội tuyển hướng tới năm 2024, đội trưởng Lâm Oanh cho biết, với tôi trên hết vẫn là thi đấu giành thành tích cùng đội bóng của mình ở đơn vị chủ quản và đội tuyển quốc gia. Tôi vẫn tích lũy từng ngày và học hỏi thêm từ sự huấn luyện của các thầy, cô. Năm 2024 vẫn tiếp tục là một năm tôi rèn luyện và thi đấu để đạt chuyên môn theo sự kỳ vọng của mình. Năm 2024 không có giải vô địch châu Á, không có SEA Games hay ASEAN nên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn không tham dự nhiều giải đấu như năm nay. Hai giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển năm 2024 là Cúp bóng chuyền nữ châu Á và AFC Challenge Cup. Ngoài ra, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn tham dự CV League và VTV Cup.